Thưa quý vị, EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào mùng 1 tháng 2 năm 2024 để thảo luận hỗ trợ tài chính cho Ukraine sau khi đạt được đồng thuận từ 26 trong số 27 quốc gia thành viên. Tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra hôm 14-15 tháng 12 tại Brussels, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã phản đối đề xuất của Ủy ban châu Âu cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ lên tới 50 tỷ euro. Đề xuất này nằm trong kế hoạch đánh giá rộng hơn về ngân sách dài hạn của châu Âu và phải được tất cả 27 thành viên EU nhất trí. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, các nước phương Tây đã hỗ trợ cho quốc gia Đông Âu này. Mới đây, Litva, Thụy Điển và Canada đã lên kế hoạch hỗ trợ phục hồi ngành vận tải và phát triển các tuyến logistics của Ukraine. Sau trận động đất 6,2 ở miền Tây Bắc Trung Quốc gây tử vong cho hơn 100 người, chính phủ nước này đã phân bổ 200 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 28,18 triệu đô la Mỹ cho các tỉnh Cam Túc và Thanh Hải. Trong số tiền được phân bổ cứu trợ, Cam Túc nhận 150 triệu và Thanh Hải nhận 50 triệu nhân dân tệ. Đợt cứu trợ bao gồm lều bạt, áo khoác, giường gấp và đồ cứu trợ khác. Đến nay, 111.500 vật dụng cứu trợ đã được chuyển đến. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo đường bộ gần tâm trấn hoạt động và giao thông ở khu vực Hư Hải đã được khôi phục. Gần 90% hộ gia đình tại huyện Tích Thạch Sơn đã có điện trở lại. Trận động đất ở thị trấn Lưu Câu, tỉnh Cam Túc khiến 105 người tại đây và 13 người ở Thanh Hải thiệt mạng. Quốc hội Ấn Độ đình chỉ tư cách của 78 nghị sĩ đảng đối lập, bao gồm 33 nghị sĩ Hạ viện và ít nhất 45 nghị sĩ Thượng viện do làm gián đoạn phiên họp mùa đông. Đây được miêu tả là lần đình chỉ nghị sĩ lớn nhất trong lịch sử quốc hội của Ấn Độ. Ngày 14 tháng 12, 14 nghị sĩ khác cũng đã bị đình chỉ vì giăng khẩu hiệu yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah ra tuyên bố về vụ vi phạm an ninh quốc hội. Cùng ngày tại Thượng viện, nhà lãnh đạo Piyush Goyal đã đề xuất đình chỉ 34 nghị sĩ đối lập vì làm gián đoạn tiến trình cuộc họp. Sau đó, thêm 11 nghị sĩ đã bị đình chỉ công tác tại Thượng viện cho đến khi Ủy ban đặc quyền nộp báo cáo về các nghị sĩ này. Trước tình hình này, phe đối lập đưa ra phản đối mạnh mẽ sau tuyên bố của Thủ tướng Narendra Modi về vụ việc. Tại hội thảo ở Kigali, Rwanda, các chuyên gia và lãnh đạo y tế châu Phi đã kêu gọi tăng cường sản xuất y tế nội địa, đặc biệt là vaccine. Mục tiêu là sản xuất 60% lượng vaccine cần thiết tại châu Phi, nơi hiện đang nhập khẩu hơn 90% vaccine và thuốc. CDC châu Phi đã thành lập đối tác sản xuất vaccine châu Phi và phát triển chiến lược 20 năm. WHO khu vực châu Phi nhấn mạnh tầm quan trọng của vaccine an toàn, chất lượng cao, sản xuất tại lục địa này. CDC châu Phi lập lại mục tiêu sản xuất 60% vaccine vào năm 2040. Hiện châu Phi chỉ đóng góp 0,1% nguồn cung vaccine toàn cầu. CDC ước tính châu lục này cần 6.000 đến 7.000 lao động có tay nghề vào năm 2030. Năm 2021, BioNTech ký thỏa thuận với Rwanda và Viện Pasteur Dakar để thành lập các địa điểm sản xuất vaccine ở châu Phi. Thưa quý vị, sự ra đời của ChatGPT và mới đây là Gemini là minh chứng rõ nét nhất cho thấy thế giới sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới của AI hóa tri thức. Đứng trước những thách thức và rủi ro về tính bảo mật quyền riêng tư cũng như độ xác thực của AI, các quốc gia trên thế giới đều mong muốn có thể hiểu rõ hơn để tận dụng cơ hội của ứng dụng và làm chủ nó một cách có trách nhiệm, qua đó AI thực sự hỗ trợ và phục vụ cho con người. Được Google giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2023, Google mô tả Gemini là một bước tiến vượt bậc đối với một công cụ AI và nó sẽ được tích hợp cho hầu hết các sản phẩm của hãng trong tương lai. Gemini không chỉ là một công cụ AI đơn lẻ, mà nó giống như một hệ sinh thái. Phiên bản thu gọn Gemini Nano được thiết kế để chạy tự động và ngoại tuyến trên các thiết bị Android, trong khi phiên bản Gemini Pro được kỳ vọng sẽ là nền tảng được tích hợp vào các dịch vụ của Google. Chưa dừng lại ở đó, Google còn tạo ra phiên bản Gemini Ultra, một công cụ AI mạnh nhất từ trước tới nay và nó được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu và ứng dụng doanh nghiệp. Sự ra đời của ChatGPT và Gemini là minh chứng rõ nét nhất cho thấy thế giới sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới của AI hóa tri thức. Tôi rất vui khi thấy sự phát triển này, vì sự cạnh tranh trong lĩnh vực AI là điều cực kỳ quan trọng đối với xã hội công nghệ. Chúng ta cần sự cạnh tranh lành mạnh.
Những nguy cơ tiềm ẩn từ sự phát triển nhanh chóng của công cụ AI đồng nghĩa với việc các biện pháp bảo vệ cần phải được tích hợp vào hệ thống ngay từ đầu, thay vì tìm cách xử lý hậu kỳ. Do đó, điều quan trọng là cần hiểu rõ hơn về AI để tận dụng cơ hội của ứng dụng và làm chủ nó một cách có trách nhiệm. Chúng ta đã bình thường hóa một thế giới, nơi mà các sản phẩm công nghệ ra đời với một tá lỗ hổng, và sau đó người tiêu dùng được kỳ vọng sẽ là người vá những lỗ hổng đó. Chúng ta không thể sống trong thế giới đó, với công nghệ AI. Công nghệ này quá mạnh và phát triển quá nhanh. Đứng trước những thách thức và rủi ro về tính bảo mật, quyền riêng tư, độ xác thực của AI, hồi đầu tháng 12, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã công bố bộ quy tắc quốc tế toàn diện đầu tiên về hệ thống AI, trong đó đưa ra các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân và sở hữu trí tuệ, cũng như ưu tiên phát triển các hệ thống AI tiên tiến để giải quyết các thách thức toàn cầu cấp bách như cuộc khủng hoảng về khí hậu. Trong quy tắc ứng xử dành riêng cho các nhà phát triển, các doanh nghiệp được khuyến khích thực hiện nhiều biện pháp như thử nghiệm nội bộ với các chuyên gia độc lập từ bên ngoài để giảm thiểu rủi ro liên quan đến thông tin sai lệch và vi phạm quyền riêng tư. Cạnh tranh trong phát triển AI là điều tốt, bởi nếu chỉ có một người chơi thống trị trong lĩnh vực mang tính biến đổi với thế giới và doanh nghiệp thì quá nguy hiểm. Châu Âu mới đây cũng đạt được một thỏa thuận tạm thời nhưng mang tính bước ngoặt về các quy tắc trong việc quản lý sử dụng trí tuệ nhân tạo. Thỏa thuận yêu cầu các công ty phát triển các mô hình AI phải tuân thủ nhiều nghĩa vụ minh bạch trước khi các mô hình đó được đưa ra thị trường. Các nghĩa vụ này bao gồm việc soạn thảo tài liệu kỹ thuật, tuân thủ luật bản quyền của EU và cung cấp các bản tóm tắt chi tiết về nội dung được sử dụng cho việc đào tạo AI. Nhìn chung, bên cạnh sự chung tay của giới lãnh đạo, thì các công ty công nghệ cần có sự tham gia của giới doanh nghiệp để có thể có cái nhìn tổng thể trong đánh giá rủi ro, hiểu biết và khai thác lợi thế của công nghệ này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT+7 tối nay.